Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay là cửa hàng để tôi giới thiệu quý vị các bạn đây là cái phục quýt bi đó. Ví dụ hàng này là của Mitsubishi nha các bạn, của Nhật á. Cái thân này rất là ngon, hàng này nhìn thấy là nó thẳng nha, không hề bị cong nha đó. Phục quýt cũng thẳng rồi, cho nó kiểm tra rồi đó, thẳng không hề bị cong. Ở ngay chỗ này là mình bắt cái motor vô, bắt cái cốt vô nè, nó nhìn bên hông nè, bên hông dưới này vô nè đó. Con này kia giờ mình thấy không, nó này nó rất là ngon các bạn. Mình chỉ cần quay nè, nó quay đi là nó không đẩy đây nè, nó cũng xoay nè, nó nhẹ đến mức độ vậy bạn, nó nhẹ bằng chính xác đó. Nó thấy không, nó không đẩy không, nó thấy không, nó đẩy út men đi vậy đó. Đó mình đo sơ sơ kích thước các bạn coi nha, hàng này hàng ngon lành nha. Cái này ở đây là dài của nó là 470, tổng chiều dài của cây ngắn là 470, còn cái bát này ở bề ngang nó là 60, nó còn cái này là bốn, có bốn lỗ bù lon nè để mình bắt cái gì lên á. Ở dưới này thì nó cũng có cái lỗ bù lon các bạn, dưới đế này nó hai là phẳng nha, phẳng chuẩn nè, hai là hai nè, bốn là sáu là tám đó. Rồi đây là motor bắt vô đây, nó trục kích đây nè, cái cốt đây nè, cốt này nó tầm khoảng 5 ly vậy rồi. Cái cốt của cái cúp me đây là mình đo đây nè, ví dụ đây đánh tầm khoảng 10 ly, cái 10 ly đó. Cái bát đây là cái mặt đạn mặt trời, cái này nó tầm khoảng 45 gì đó, dài nó khoảng 6 ly. Cái cây này nó rất là ngon và nó còn chính xác chuẩn êm. Rồi cái cây dài, cây thứ hai nó dài hơn là 680, cái 680 thì cái này cái bát nó là cái kiểu khác, cái mặt trời ngắn hơn, là bi là bút ngắn hơn, cái bút thì nó lớn hơn nữa. Thì cái này nó cũng đẩy đi rất là ngon lành, đẩy đi này nó đẩy đi nó nắm đẩy cái này đi là nó kẹt, cái bút me nó bay luôn. Đó, còn chính xác các bạn. Em, nó thì ở đây là nó cũng có cái mặt đặt cốt, cái cốt đi thành đôi luôn, nó bằng nhiêu ly cho các bạn coi nha. Đây nhiêu vậy? 5 ly 6 ly, nó thì cốt nó 6 ly 6 ly, thì dưới này nó cũng tám rồi. Đây các bạn nhớ là đây là thẳng hết nha, cái này có thẳng hơn nè, nó vít me thẳng không hề bị cong nha. Rồi nó vít cái chỗ này nè, nó nằm hết nha, sụp gió chỉ cần dịch chuyển dây rồi nó đẩy cái này đi là cái vít me nó quay luôn, quá ngon đó. Cây này nó nặng 8 kg, thì một cây này mình không biết nó nặng bao nhiêu ký, thì để mình coi thử, ví dụ như là cái này cho các bạn coi thử một cây nó bao nhiêu ký. Cây nhỏ này thì nó tầm khoảng chừng 4 ký thôi, đây là nó khoảng 3 ký các bạn, cây nhỏ 3 ký, vậy là 8 ký, thì cây lớn 5 ký. Cây lớn 5 ký, cây lớn bên hông nó có cái thanh nhôm để mà nó gắn cái dây điện hay là gắn cái gì á. Cây này 5 ký nha, chính xác 5 ký, cặp này là 8 ký, cây 5 ký, cây 3 ký. Nó hàng này là hàng của Mitsumi, để mình cho các bạn coi đây nè, Mitsumi đây nè, đó thấy chưa, đó Mitsumi hả, của Nhật các bạn. Bát tiết này, bát bù lon này, cái bát bù lon